Khi đến với khu nghỉ mát Hoàng Sa là các bạn được quay về lối sống tối giản, tự nhiên, đặc biệt là được quay về kết nối với chính bản thân mình, hiện diện trong không gian tĩnh lặng. Xung quanh có rất nhiều cây cối, tiếng chim hót ríu rít. Thích hợp cho các bạn thích yoga, thiền trên bờ biển hoặc trong vườn để nạp năng lượng sau một ngày tiêu hao. Được thiền dưới bình minh, khi mặt trời mọc, với vị trí đẹp, trước mặt là biển, sau lưng là núi Thới Lới, hang câu, bên cạnh là hải đăng, mù cu. Thoải mái bơi lội ở biển hoặc hồ bơi, hái rong biển, xem san hô, đi chợ địa phương, thu hoạch hành tỏi và giao lưu chơi đùa cùng người dân bản địa. Cả gia đình bạn có thể quây quần bên nhau với những bữa cơm tự nấu ở một nơi khác cũng rất thú vị. Tăng thêm gia vị hạnh phúc, kết nối tình thân. Bên cạnh đó còn có dịch vụ lửa trại và BBQ tại khách sạn mà không cần mất thời gian di chuyển. Nhờ vị trí đắc địa, khu nghỉ mát Hoàng Sa thuận lợi cho hành trình khám phá các danh lam thắng cảnh tại Lý Sơn. Chúc các bạn có một kỳ nghỉ vui khỏe bên gia đình.